nhà thương mâm ngồi. Ai say đắm cơ đồ, hớn gì tông bang thành cường. Thề cùng chung sanh tử, chiến chinh giữa chốn xa trường. Tam nhân gắn nhau, chung nguyện ước một lòng. Hồng kiếm liên minh ngày này sao ngay dàn tông quân thần an à, 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 à. Còn tôn kính là chúa công nữa, làm sao? Cái gì mà chúa công? Ông bốc sư ơi, ông đoán sai lầm rồi. Nè, đại ca là Triệu công tử, con trai của chỉ huy sứ Triệu Hoàng Ân, chứ nào phải là trơn chúa mà ông bái lại. Không, tôi tiên đoán thì không hề sai trái. Trong tương lai ngài sẽ nắm quyền giữa điện tiền tước hiệu Tông Dương. Dù giờ đây hơn thật nao hoa nương, dù song thân triều nổi kim nhường. Tuy gia phủ dưỡng nuôi nhưng ẩn đường long diện, hồng kiếm liên mi sức tu xuất hiện. Nghiệp đế vững bền đức độ đền gian, mười bảy đời vua Tông Thái Tổ Hoàng. Xin ông chớ nói càng, tôi sẽ vướng ngàn nguy hiểm. Nếu quan quân triều nổi âm tường, triều gia phải vướng vào đường tai biến. Nè ông ơi, vua chúa chẳng thấy đâu, cực hình mang vinh diễn. Nè, nếu chẳng muốn ăn đòn nên im miệng là hơn, cũng vẫn nổi lôi đình quá ông sẽ sạch chân. Tôi cam đoan mà. Trời ơi, ổng còn cam đoan nữa kìa mấy em. Dạ thật. Tôi đoán như thần, không nói hai lần. Chân chúa đang gần thì ngày sau hiếm dinh. Tôi báo ông im đi. Đành khổ thân bây giờ, Tâu hoàng gia hiểu cho nguồn thần phân bài. Ông bốc sư vô tâm, lời ác gieo tai nạn. Khi là ta không tha thứ, ta đánh nhà ngươi cho mất tay. Xin hãy nghe em khuyên, đừng chấp nên tên khùng. Ta dặn tâm phúc ngay nơi này mỹ an toàn. Đi đi à Nga, đừng có đứng đây à. Đi đi, đi đi. Dạ, lĩnh chúa công truyền dạy, thần hạ sẽ đi ngay. Xin gửi lại vật này, kính xin ngài chiếc thôi, khác. Thôi thôi thôi, đi đi mà, trình tấu gì, đi đi mà. Các em, dạ, chúng ta lên đường thôi. Lên đường đại ca. Đại ca. Chuyện gì? Đại ca ơi, lão bác sư gửi lại mấy câu thơ nè. Mấy câu thơ à? Dạ. Đưa đây ta xem. Dạ. Xin
chớ vào nơi chốn miếu đường, chỉ e không khỏi bị tai ương. Ấy vì dịch mã nhằm niên giận, cách mẹ liệt cha bỏ cố hương à. Tên ngu mới rao bài thơ văn còn gây khó khăn khổ bao người ta đừng lưu tâm mà hãy lên đường xem cánh xinh ngàn du mơ màng trong bóng mây trời niềm vui triền miên thánh thơ du nhà đi các em à. Xem kìa huynh ơi, chiến trống vang rền nơi miếu quan rừng xanh, ta cùng nhau đến xem tường người dân cầu xin cúng an trong đời. Phải đâu các em, nào lên đường đi. Lên đường. À, sao lạ quá, khi nãy chúng ta đi ngoài đường thì chiên trống rền vang, sao bây giờ đến miếu lại âm thầm quan thế? Ghê quá đại ca ơi, hay là có ma quỷ khéo bài chuyện tệ thử lòng ba kẻ du sướng đại ca? Nè, vị huynh đó sai rồi. Em thường nghe ông già bà cả nói, nếu chỗ nào có chiên trống không ma đánh mà kêu thì nơi đó có chơn mạng đế vương, nên thổ địa thần hoàng chào đón đó. Hay là lời của Miêu Văn Nghĩa bốc sư là có. Chị đại ca ơi, hay là chịu đại ca là chơn mạng đế vương? Ê, đừng nói bậy. Đúng rồi nè, nếu ngày sau chiếm ngự cung chương, xin chớ vội xem thường tình bằng hữu. Nhớ nghe đại ca. Thôi đi nhị hiền đệ, chớ nói bần quờ e tai nạn cho huynh. Phải sao? Gã bốc sự vốn phường lưu linh, ta là kẻ phàm phu tục tử thì không thể nào chiếm ngự ngôi vương. Vui miệng rồi sẽ thê lương đó. Đại ca ơi, chẳng thông hãy nghe lời đề tiền để hướng chào nào phải dòng dương. Ông ta xuất thân ở quả đầu quân cơ cực mà cũng dựng nên ngay và nghiệp cả, huynh chẳng thua ai sao quá chiêm nhường. Thầy mới nghe tin sắp ngự trị cung đường nên huynh để xem thường. Đại ca, giàu đổi bạn nghèo sang đổi vợ quê. Em à, thôi hãy im đi chớ có lề mề. Nếu Ngô Dương đế theo về thì sao đại ca? Thì hãy cởi liền ngựa đất xem sao. Hả? Gì? Cởi ngựa đất à? Phải. Trời ơi, đại ca, đại ca, đại ca tỉnh hay mê, nói năng kỳ lạ quá vậy? Đúng rồi, ngựa đất ở trong đền làm sao mà cởi được? Hai em à, nếu ai sau này là chân chúa triều nghi, cởi ngựa đất chạy mới trị vì được thiên hạ. Hay, đúng. Lời đại ca thật là chí lý đó. Quái đệ à, em còn nhỏ, hãy cởi ngựa trước đi, rồi sẽ tới huynh và đại ca. Đúng. Nè, nếu ai là chân mạng đế vương, ngựa đất chạy mới rõ tường trong đục. Xin dân. Nào, chúng ta vào. Nào nhị hiền đệ, vào đây. Chúng ta sẽ cởi con ngựa này. Đúng dạ, rồi. Ngựa này đẹp quá đại ca. Bây giờ tam đệ cởi trước. Rồi. À, đúng rồi. Em cởi trước phải không? À. Rồi để em nha. Không, cẩn thận nha. Trời ơi, nghề của choàng mà. À. Nè, coi nè. Rồi. Hò 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 hò. Gì vậy? Hò 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 hò. Gì vậy? Chạy mau. Cũng chạy đi. Tao đây nè, tao đây là hoàng đế, không đáng mặt sao mà mày không chịu chạy? Hò 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 hò. Gì vậy? Gì cười vậy? Thôi thôi, xuống đi ông ơi, xuống đi. Trời ơi, mà không phải là chân mạng đế vương mà bắt sao nó chạy được. Thôi nè, xuống đi ông ơi. Để tôi nè. Đại ca, xem em rồi đại ca. Nào, bây giờ tới gì đệ? Dạ, xem em đây. Hãy xem thiên tử ra quay đi. Giỏi lắm. Hay à, ngựa, ngựa, chạy, chạy dùm ta ngựa, chạy dùm vài bước đi mà, thôi mà chạy dùm ta vài bước đi, ta xương đàn cúng lễ mà chạy dùm đi, chạy, chạy, chạy. Nè, anh có lại sói đầu cũng mặc kệ, có phải là vua đâu mà ngựa nghe lời? Nè, bây giờ đến đại ca đó, đến ta. À đúng rồi, đại ca hãy cởi đi. Đúng biết rồi. Đâu huynh có tướng làm vua, ngựa sẽ chạy sao? Đúng rồi, trở tại đại ca. Nè, nhị hiền đệ đã xong, giờ đến lượt ngư huynh. Dạ. À, để xem. Con ngựa này giống ngựa xích thố. Xích thố à? Nhưng rất tiếc chỉ bằng đất mà thôi. Đúng dạ. Vậy à, dạ, kẻ đệ tử là Triệu Khuôn Dẫn, xin nguyện cùng trời đất chứng minh, nếu ngày sau tôi chấp chưởng cung đình, xin cho xích thố phi nhanh dài dặm. Ah!
mà hít na chưa chánh, lỏng hành tác tệ, cưỡi ngựa đất khắp quan thành, làm dân chúng hoang mang không an trong nước. Nghĩ tình công hạn mã, chậm chăm trước thứ tha, phạt nhẹ tội vừa qua, đài quân dẫn qua đại danh phủ phát phối ba năm, vừa bỏ tánh ngang tàn phá phách, ẩn đế chủng phê dạng tây thanh quân. Khuyên ngài chỉ huy sứ thu xếp cho lĩnh lang, trong giây lát chúng tôi trở lại. Xin tuân lệnh. Trời ơi, nghe qua như sét đánh ngang. Quan gia làm bi thảm châu rơi, quốc nghẹn sầu tâm sự khó chơi, không nghe nói được nên lời, nghịch đi tử thời tiêu tan. Cha mẹ chớ tu thân, xem hao tổn tâm thần, chờ cuốn dẫn phong trần sẽ tổ tường trước sau. Huynh trưởng giờ không biết ra sao, ôi chúa xót nghẹn ngào. Anh hiện ở nơi nào, em khóc tình thương đau. Dạ thưa cha mẹ, con mới về. Nghịch tử. Trời dạ. Phụ dạ. Con dạ. Mẹ dạ. Đừng giao con. Dừng ngay tay kiếm, tâm đành sớm dứt ly tình. Sớm tha trẻ thơ, hỏi ra rõ tường sao trường. Mẹ, nó bài cảnh xót xa gia đình, để rồi phải chương mang nghiêm hình. Đã có tha sanh tồn, dứt quan gia đã đành ngày nay. Cho trẻ xin thưa, lối bao giờ. Chàng nhìn xem đi, ai bày ra chi anh lỗi lầm, nên cha phải xót xa vì con. Nay đành cam cách ly gia đình, nơi đài danh tháng năm chôn mình. Khuôn dẫn ơi mi quả là đưa bất kiều nhi, mới gieo cảnh sầu bi để buồn cho phù màu. Trời ơi cha thương con nào hiểu thấu đức ruột, từng cơn ghi dấu chuyện đau lòng. Chiêu chỉ ban ra từ chốn bể đồng, cởi ngựa đất thông dông vào thị trấn, gây rối loạn kinh hoàng từng lớp ở lê danh. Để tiên đồn vào điển các hoàng ân, vì nghĩ đến công thần ngươi mới còn sống sót. Cầm tức ngộ nghịch nhi lễ già, rơi từng giọt mật ngọt chẳng còn câu mà cay đắng đã chân nghe đầy. Cha mẹ dẫn con trẻ thơ vô tình, cha buồn dương cuối sinh quyền đường ban lòng thương. Nắng mưa dài dầu đời ngàn thương, đâu nài chi tuyết sương, con cầu mong thương phụng nơi cố hương. Vô quân hội dầm cường dũng rồi, chàng lão nhọc ba năm tiếp tôi tuổi trong chồng. Thầm đen lá vàng rơi mà tuổi phận ngang hồng, cầu mong đón tương quan
xanh đầu không rối loạn dương căng tâm. Tiếp tin rằng chẳng được đoạn tơ loan, ta sẽ sống bên nhau ngắm trăng vàng minh thề. Lòng tưởng nghĩa phu thê sẽ trọn bề, nghi lễ giùm thay thế cho ai phụ mẫu kế thâm tình. Xin trưởng huynh yên tâm mà lo tròn ân thiên tử. Khi đã xong ba năm mừng vui đoàn viên với nhau. Nguyện cầu thiên cao ngàn quang sáng khiến anh yên lành. Lòng thành em mong dù ngăn sông vẫn không ly tình. Dạ đau xót nhìn mỹ dung khuôn, nghĩa lại phụ mẫu thương con tha thứ tội sai lầm. Mẹ nghẹn ngào cách biệt một tình tâm mẹ. Nhìn ra chốn xa xăm âm thầm sầu đau đớn. Lại trời Phật xót thương con sớm về đất thương. Như mấy gợn xám màu rồi cũng sẽ trong xanh. Khuôn giận con yeah. Sau khi đến phủ đại danh, con hãy trao thơ này cho tổng binh Đặng Dung. Nó là cháu của ta, sẽ bảo bọc cho con yên ổn yeah. Đi, đi, đi con. Dạ biệt. Thương quân trường huynh ơi, vàng nẻo quan hà cách mẹ lìa cha, lòng thương cảm thiết tha phải xa nhà biệt xứ. Gọi về anh với muôn ngàn tâm sự, từ gia tiếng đưa nhau nghẹn nghẹn chữ thâm. Khuôn nghĩa lệ trào dâng khi huynh trường đăng trình. Thay thế anh gia đình lo phụ mẫu, dù gian dặm phong trần ghi dấu bụi trùng lai. Thương anh giữa bụi đời chưa trọn vẹn chi trai, từ ta biết hôm nay vẫn mong ngài tương hồ. Thân mẫu nhớ thương con sẽ trang hòa lễ độ, tuổi hạt sắp về non con đau khổ đợi con về. Hiền đệ, trưởng huynh, ta đi ngay hiền đệ. Trưởng huynh, trưởng huynh. Đồng Kim Hoàng nha, ta đi. Nàng hãy ở lại phụng dưỡng cho mẫu thân nha. Dân, chúc phu quân thượng lộ bình an, nhớ giữ gìn công chung thủy. Lại mẹ, con đi. Con dẫn con. Lại cha, con đi. Nhớ những lời cha dặn nghe con. Con dẫn mẹ. Trường huynh. Thôi cách biệt lìa xa câu hy vọng, buồn trẻ không lo tròn. Xin trên phụ mẫu tha cho tội tình con gây. Từ nay hai néo cam phân kỳ. Cha xót dạ nhìn con như rối dung. Trời gió mưa muôn trùng. Anh ơi nên nhớ tâm ngài nhìn gương trung. Cầu mong ta nói câu tương phùng. Rằng tâm nhói đau lòng, ta nhắn theo mây hồng. Ngàn phương bao
thế chàng ơi nhớ nhau. Đừng lãng sao ân tình, anh ơi nên hiểu cho em chờ mong anh. Trời xanh tôn cánh chim giang hồ. Trường huynh, con giận con thương huynh, con giận. Ta từng nghe ngào chia ly đôi ngã, giờ đây muôn nẻo hoang sang nhớ thương năm câu hương quá. Hỡi nẻo trời xa, chàng hòa tình nghĩa kim lan tan bồng dập ngang, xin dằn lòng than mong nhớ chờ. Ngày mà anh lên đường nặng lòng thương nghĩa tình, nhờ em hãy dùng lo tròn từ thân hôm sớm cô đơn. Vì con trẻ không giữ tròn, đời chờ trùng quang dăm ngàn lìa tan. Người ơi ghi nhớ đừng gieo tay biến gia nghiêm, mong ngày ta đón tương quang. Nhìn ca ca đi mà tim đau nhói vân kỳ, còn gì chúng nghĩa đồng vì tình huynh đệ cách xa. Nhìn ca ca đi mà tim đau nhói vân kỳ, còn gì chúng nhau nghĩa đồng tình huynh đệ cánh xa. Nhị đệ ơi, ta không ngại gì muốn dặm quan sang ngay bao cảnh gian nan, đang phụ trùm cho quân dân mà lòng âu lo cho sống đường bị thống hận thảm thiết tư lương thân phận của con mình. Huynh lỗi câu thần tỉnh mộ khang dưới mái gia đình, dương tay biến thành linh đành chia biệt, chỉ sợ rằng vĩnh quy kể từ đây. Để rõ tình bằng hữu bấy lâu nay, nhờ nhị đệ thế thái viên thăm dùm phụ mẫu, ước lễ già nua nỗi sầu nào ai thấu. Quan nghiệt đoá đài thân còn ghi dấu thương buồn. Đại ca hiền thệ, đại ca ra đi bảo trọng lấy thân. Nơi quê nhà con hai em lo cho từ mẫu. Tam đệ, em chớ buồn lo như vậy. Đại ca nhị đệ em. Đại ca ơi, hai phương trời thương nhớ, em biết nói gì đây khi gánh nợ kim bằng. Tuy là bạn cũ thì những sao trước vẹn đau hằn, gia cảnh quá khó khăn không theo cùng ca trường, lòng vẫn hướng thăm tình tâm tưởng sẽ bên nhau. Để mong đợi một ngày qua hết thương đau, dằn đau xót nghẹn ngào lễ trào trang anh. Dù thương nhớ ca ca vẫn bền gan chịu đựng, từng giọt lệ em rơi như mưa lạnh buốt tâm hồn.
em sẽ thay hiền quân sớm hôm viếng thăm Nguyên Đường. Cánh xa đoan trương lòng ghi lòng nghĩa nhân cùng nhau, thương cảm dân lê tràn buồn nghẹn ngào tiếng đưa ma đau. Nguyên cầu thiên hoàng thương người lâm nguy, xin ghi câu thề trời xa tung cánh cánh chim xanh. Chúc anh tháng năm yên lành tình nghĩa đành để thương cùng nhau. Phòng ba vững tâm anh hào nào xa gì bão giông kề bên. Giờ cách mặt chia tay đã đến, cuối lại tạ từ nhau hẹn bên tường phùng. Trái khôn giữ tròn lòng chúng, vẹn toàn ân Chúa dạy dùng chi cao. Chờ ngày huynh đệ tương giao, cùng nhau phí giả ngàn câu thâm tình. Đại ca, chúc đại ca thượng lộ bình an. Nhi hiền đệ, các em đừng nên bệnh rình, hẹn ngày tương ngộ nha. Đại ca, đại ca. Ta đi nha. Đại ca. Tội phạm triệu khuôn dẫn nhập giới. Quan huynh em ơi, bị quỳ xuống. Quan huynh em quân mãi hầu. Dạ quan huynh ơi, em bị Triệu Khuôn giận. Nếu ta không nghĩ tình thúc phụ thì hiền để đành gian khổ ở Sơn Lâm, nên ta nghĩ gian yên vẹn tất lòng thành, chờ mãn hạn tâm lành giữ gìn. Vậy hả quan huynh? Trời, quan huynh làm em hết hồn à. Thưa quan huynh, thật là may mắn được gặp quan huynh thương tưởng. Nhưng nhớ song thân về hướng Kim Triều, quan huynh nghĩ tình thâm nâng đỡ bao điều. Nhưng mà huynh ơi, đệ buồn quá à, muốn tìm nơi để mà tiêu khiển. Đệ chỉ là một tên tội phạm đang ly ra, không được ở dịch môn, mà phải chôn thân vào chôn ngục hình. Nhưng ta nghĩ nghĩa tình là giúp em thông thả tự do. Tội nghiệp để mà nhớ mẹ già buồn bực cho để được ra ngoài. Thương mong hiền phụ quê nhà xót xa nghĩa đoạn tình ly. Ta rất cảm thông nỗi lòng tiểu đệ, sẵn sàng giúp em chớ ngại lo chi. Sai nha, nghe lời ta phán nơi đây. Đứa tiểu đệ giải sầu chốn thanh lâu, nhưng cần cẩn thận chứ ngang ta nghịch ngợm. Tuân lệnh quan huynh, thanh lâu qua thượng hoàng ghi lòng ơn trọng. Sai nha. Nhớ bảo ai cho công tử đó nghe. Dạ. Tạm biệt quan huynh. Thoát nơi lâu xanh
đắng cay, tìm cơ mai thoát nơi giam cầm ao tù. Hồng nhan khắc ghi tâm nào quên. Lời nàng nghe ai quá ngàn ngào như bi thương, khiến khách nam nhi thêm lòng thương. Nhìn nàng ta đắm đuối cứu thoát nơi chìm lòng, thôi giai nhân tên là chi? Hàng gia danh tú mai nhàn hồng xin chào, tròn xuân xanh trắng mai dương sầu ba đào. Vì sao tuôn thấm rơi giọt sầu giạt vào, nàng ơi đến đây với ta. Quê quán nơi nào? Thiếp đội ơn chàng đã hạ cố vào thánh lâu dài muôn. Tôi ở thành Điện Lương, con của chỉ huy sứ Triệu Hoàng Ân, tên tôi là Triệu Khuôn Dẫn. Con nàng, vì sao ai quán tay cầm đàn mà lệ lại rưng rưng? Thưa công tử, vì tuổi phận quá hèn có dài, uống một đời con gái ở thanh lâu, phải đắm chìm danh tiếc xuống ao sâu. Biết nhờ ai cứ giúp cho thân hồng qua cánh bể dâu, lỡ làng tan nát ngọc châu. Mượn tiên tri âm cung tư hòa điệu, đào liêu quát tháng phúc phượng cầu hoàng, cô đơn khắc khoải cánh tàn. Thoáng nghe đôi lời tâm sự hồng nhan, thêm chùa xót tâm can. Nàng tuổi cô đơn ta buồn biệt gia đàn, đồng chung cảnh ngộ bé bàng. Sao chẳng cần kề buộc ràng duyên, nở chia sẻ ân tình với nhau. Triệu công tử, người muốn nói? Hàng tô mai, vừa đối diện với ai ta đã thấy lòng sao xuyến, thầm ước ao tròn nguyện ba sinh. Nếu nàng không chê thân phận phiêu linh, ta xin hứa vẹn tình mai trúc. Đây là thật hay mộng mơ duyên ước? Thiếp nghĩ mình không xứng đáng cùng ai. Tố Mai, không hèn sang, không khinh trọng với Tố Mai. Huyền quyết quyết chung thân cùng công tử. Tố Mai, nhờ trăng sáng soi cho tình ta thắm trao qua chút ngày này. Ơi nàng tiên thước tha, ta kề bên giáng qua như ngàn sao tỏa ra hương nồng thơm ngát, làm cho ngất ngây hùng anh. Thân hồng mai mang kiếm cho anh hùng vào nơi chốn thanh lâu. Tô Mai, xin muôn đời thủy chung, trăm năm chẳng phải mờ. Lòng thương giữ tròn tâm đồng, đừng gieo phố hồng nhan. Thiên hoàng minh chứng, nếu sao ta quyền dương nàng sẽ bên mình. Lòng mừng vui bóng tùng thương tình, nào mang giàu sang chỉ mong bên chàng. Yêu nàng muôn thuở không phải. Tô Mai, hãy đến đây với ta. Tô Mai, đến đây nào. Tô Mai. Công tử. Cô ơi, nguy rồi cô ơi. Hàng nhị gia đã đến. Hả? Chết rồi.
kìa. Tố Mai, hàng nhị gia là ai? Tại sao nàng lại sợ hãi? Triệu Lan chưa rõ, người ấy tên là Hàn Thông, tài hào kiệt tại phủ này, võ nghệ cao cường, lại có sức mạnh chẳng ai bằng. Hắn nghĩ tài hoành hành ngáng ngược, phủ đại nhân này ai ai cũng đều khiếp sợ. Vì thế người ta gọi hắn là Hàn Nhị Hổ. Hàn Nhị Hổ à? Dạ phải, hắn đến đây nhiều lần, thiếp đều nắm mặt. Hôm nay có Triệu Lan, thiếp sợ hay gặp chuyện không lành. Hàn Thông là ai? Dám đến đây làm ngang trong lúc có ta. Triệu Khuôn Dẫn này thích gánh vác vào những chuyện bất bình. Hàn Nương, nàng hãy yên tâm, dù nó có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, Khuôn Dẫn này vẫn không khiếp sợ. Nào Tố Mai, hãy đến đây với ta. Đến đây với ta Ái Nương. Ái Nương. Hàn Tố Mai, mi vốn là gái chắc nết lặng lơ, mà lại giả vờ thùy mị, đưa rước khách nam nhi, còn làm ra vẻ chung nghi. Ê tên kia, mi biết chuyện chi dám nói năng hỗn xược, chỗ ông bà đang vui chơi, còn cháu chớ dễ người. Thằng mặt đỏ ngông cuồng hỗn xược nghinh ngang, hồn mi sắp chầu trời đừng vội trách than. Há chẳng nghe hoài ông Hàn Thông tâm tự, Triệu Khuôn Dẫn chỗ tài ba, thông thao gì á cũng sẽ ra ma. Sực nào, hãy xem đi. Chết ta rồi. Ha, mi muốn chết hay là muốn sống? Dạ muốn sống. Muốn sống mà. Được, nếu muốn sống hãy quỳ xuống, gọi ta và Hàn Tố Mai là ông bà và xin lỗi chuyện vừa qua, ta sẽ tha. Bằng không, chết đi nghe chưa? Không, ta không bằng lòng. Không bằng lòng mà. Được, chết nè. Chết ta rồi. Dạ khoan, xin ông bà tha lỗi cho con. Được, ta sẽ tha cho mi. Hãy bỏ xứ này mà đi, nếu để cho ta thấy đặng, đó không toàn tánh mạng nữa nghe chưa. Dạ đội ơn ông bà. Sao còn đứng đó? Đi. Dạ đi. Cô ơi cô. Dạ, có hai vị khách nói là bạn thân của công tử ở thành Biện Lương muốn gặp. Gì à? Chắc là La Ngạn Quay và Trương Quang Diễn. Được, cho mời vào. Kìa Nhi Hiền Đệ. Đại ca. Đại ca. Đại ca Nhi Hiền Đệ, ta đoán chẳng sai mà. Đại ca. Đại ca khỏe không đại ca? À, ta vẫn khỏe. Dạ. Đại ca ơi, đây là cô nương nào vậy đại ca? Ai vậy đại ca? Ai vậy đại ca cười vậy? Hai em à, đây là Hàn Tố Mai là hôn phối của Ngô Huynh đó. Hả? Hôn phối của Ngô Huynh à? Vậy thì tụi em gọi là gì? Thì gọi là là gì? Tẩu tẩu à? Dạ, hai em bái mừng tẩu tẩu. Không dám chào nhị thúc. Nhị Hiền Đệ à, hai em đến đây có chuyện gì không vậy? Dạ. Mừng vui khi sớm trùng quang, tiếng nha người đã hồi tâm và thứ tha anh rồi. Nhìn xem thơ của từ nghiêm à, Quỳnh mau mau kiếp hồi quy, mà duyên tâm ma sông đường. Lời thơ nghe ấm lòng con, thương cho phù máu già nua, chờ bóng anh quay về. Ở đó ngày sau
xin hiền nương chớ lo buồn thêm chi, hãy yên tâm em sẽ tìm về vì giá cánh đang vui mọi bề cùng mái tàu kháng tấm tươi cần kề. Tớ ông đã sẽ hương lòng em chung sông Hồng, ngày mai nồng say dài tâm đồng. Chữ lắm mồm ta đánh đòn mi, dùm lui ra để huynh ta từ. Nếu con hồn mi chớ tài lai, hiền huynh sẽ không tha tội tình. Ui da đau, đau đệ mà. Thôi đi đi, để cho người ta nghe ông đi đi. Tôi mà Triệu Lan, nàng chớ sầu bi, hãy lau đi dòng ngấn lệ. Nơi thanh lâu nàng ngôn hạnh công dung, ta hứa sẽ trở về cùng nàng. Triệu Lan, giá từ tim nhói đau, hàng nữ ơi đừng lưu luyến, về thăm gia nghiêm. Lòng tưởng mơ trong đại dương, trong bóng chim tung trời xanh, tàn cánh sao xuyến hồng phấn. Mong ước sao khi hồi quy, chàng thưa đến hôn hàng nương. Yên tâm mối duyên càng thương, sẽ thưa song đường phối tình nguyên ương. Ôi thương quá thân nhi nữ, tay nâng má đào, lau khô mắt xanh giọt sâu, vừa yêu mà nay ngăn cách đôi phương. Mơ về quê hương, đón trong tình chồng, dù là thân gái chưa vui tông phu, nhưng hứa lời chớ phai cầu thề, tố mai yên lòng. Ta sẽ trao sông Hồng xa, chia tay mắt lệ nghẹn ngào, ngày mai tương hội dù đào tân hôn. Nếu quan hà tiễn bước chân xa, thiếp khép cửa phòng qua đậm nhòa lệ nông. Phú đại danh mong chờ nhiều ước vọng, thầm mơ mộng chung nhau đôi bóng nguyện câu thề. Thề xưa kiếp hai ta má cửa dai kề, để không phải não nề buồn lẻ bàng, ở nơi chàng vàng đã vén thủy chung. Nơi thanh lâu nàng ngôn hạnh công dung, ta hứa sẽ tương phùng thuyền quyên cùng quân tử. Cầu trời Phật chứng minh sung đường thương tha thứ, phải ta biết tình lang từ nay cách xa rồi. Giờ chia tay nghe hồn quyến luyến, cài mắt quên lệ nhòa. Người tình ơi dơi sầu ai bi, mong trùng quan đón nhau. Người ra đi mang nhiều thương nhớ, xin chớ quên thân hàng. Lòng yêu
Mai, tâm hồn không phai. Hàng Tố Mai nàng ơi, đường xa xăm muôn trùng quặn tai, người đi nghe hồn đắng cay. Thề cao xanh ghi lòng ngàn năm mến thương, cầu sắc son hiệp hòa. Vào đây mấy em, vào đây, vào đây. Đẹp quá đại ca ơi. Quá đẹp à, thật là đẹp. Nhị đệ, dạ em hãy xem kìa, đây là nơi nào xem rất đẹp à. Không khác gì là cõi tiên à. Ghế giữa là của ai ngồi, còn hai bên ghế đây là của ai vậy nhị đệ? À, để em đoán thử coi. À đúng rồi đại ca, nơi đây là Ngự Câu Lan, là nơi mà thiên tử hay ngự giá đó à. À, ngài sẽ vui say cùng tám nàng ngữ nhạc do vua Nam Đường tấn cống cho nước ta à. Đại ca biết không, trong bọn ấy á, có hai nàng tên là Vô Giá Bửu và Trưởng Thượng Châu Sắc Nước Hương Trời. Vậy à, thiên tử đem ngài mãi vui say nên không gì nghĩ gì đến việc nước á à. Đúng rồi nè, ghế à, giữa do Thiên Nhan ngự, hai ghế hai bên á là của Tả Hữu Thừa Tướng Toán à. Thì ra là như vậy à. Nhưng mà còn chiên trống treo kia để làm chi vậy? À đúng rồi đại ca biết không, đó là Long Khủng Cổ đó, và Kiến Dương Chung. Khi nào mà vua ngự giá đến Câu Lan, nội giám sẽ nổi chiên trống, tám nữ nhạc sẽ ra múa hát. Ồ thì ra là như vậy. Dạ. Không ngờ lại có chuyện vui như vậy em à. Tam đệ, dạ, nhị đệ, dạ, anh nhị đệ ca, nhị đệ à, dạ, anh tính như thế này nha. Sao đại ca? À, đại ca vui vậy. Để xem ghế này, hai ghế này, anh đây, em đây, tâm đệ đây. Ta sẽ thay quyền thiên tử nơi này, hai ghế cân kề là hai đứa em. Quan viên mau đa chuồng, còn trống quay đa tài, ta cùng xem múa ca cùng đình à. Chịu không? Dương đế ban truyền, quan viên thi hành, tay trống giang rơm chờ xem múa ca. Nhanh lên! Em đánh chuông nơi này, ngàn khúc âm nghệ thường, cho hiền quân tính vui không nại nguy nàng. Vui quá đại ca, vui quá! Đánh trống lên! Đánh trống lên hả đại ca? Đánh trống lên! Anh ngồi đây ha, anh ngồi đây nha. Dạ. Quay không? Quay quá ta đại ca, quay quá.
gì đó mà nóng dữ vậy Mỹ Nhân? À, Tam đệ kìa kìa, cái mặt đẹp mà trời ơi, giận lên chi cho nó xấu vậy không biết à. Để đó cho anh ha, để đó cho anh. À, này Mỹ Nhân ơi. Dạ ơi. Ai gọi em đâu mà em ơi. Chứ Mỹ Nhân à, ta nào phải đâu xa là, mà chính là hoàng đế tương lai. Người lòng ngài truyền ban, Mỹ Nhân đừng lo lắng, hãy đến đây chúa kiến huynh tương cùng say mộng thắm đêm trường. Đại ca, đại huynh ơi, dở mặt chút thôi, kẻo lỗi bề làm tôi. Ê, thi tử rõ hay sẽ đành mất mạng, ta lỗi cao từ rời khỏi ngự câu lai. Nếu ở đây có đặng an toàn, thí dụ như hoàng phủ mẫu liên can. Thôi đi, họ đê nhắc gàng màu kiếp im mồm. Nếu như con hồn chớ cãi lời ta. Đại ca, cách miệng mi sẽ ra mà nếu còn không hết, ta gọi tướng binh nhà người chớ trách. Não sượt ngang tàn, luật nước xem khinh, ắt sẽ không qua tai biến cực hình. Thiên tử cung đình nếu hiểu rõ ra, sao luật tiêu hạ hiếp vũ không tha. Mi con nhà ai dám xem thường quy linh, lại còn ý mình ăn nói ngược ngang. Quyết giả không tha cho đứa tội loạn, cấm binh nghe truyền đã cố thỉnh thiên nhan. Ác nữ kiểu căng giữa bệ vương hoàng, báo dễ ngai vàng diệt độc trừ căng. Tâm một phút đây cố ngàn năm, nhờ nghĩa quý của tiền nhà. Nếu giết chết đành cam nguy nàng, anh mau mau thoát cho an lành tâm thân á. Hai em nay cũng phải liều về chốn ngay. Các cô ca nữ tan đời, ôi cô tài á. Ca ca quá say, đâu lường tri, xa lìa phù mẫu á. Lòng mà không ai. Anh với sầu chúng sớm hôm viên thành, để cho ba tầng dương an dần bị than nhớ con xa nhà. Thăm thề ai bay chi, hãy kiếp mau đi binh triều vào ngày. Mong tai lại ôi đắng cay, nên viếng thăm sông đường, chớ nên lo lường. Quê nhà có em nhìn đây. Đại ca, đại ca hãy đi đi. Đại ca đi đi. Đi mau đi. Đi đi. Đi đi.
hãy giúp tôi mua dù che nắng che luôn trời mưa, hay những khi bộ hành khuya vắng che luôn mạng sương. Thân hàng gì có ai giùm thương, buồn dù qua tháng năm buồn dương, cánh nghèo cỡ khổ hỡi ai mua giùm tôi ghi lòng ơn. Dù đây, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết nha. Dù đây à, ây da, trời ơi, chết rồi. Ây da, sao bây giờ kìa. Trời đất ơi. Xa thoáng trong kia vầng hoàng sáng là lùng thai, xem giống kim long choàng phù thế như hoàng dương. Nhưng mà sao ấn thân hàng gì ta nhìn qua luyến lưu lòng ghi. Quỳnh đó Quỳnh, Quỳnh đừng có lo lắng nha. Xin chào chào để ơi. Tôi đưa liền xe du lên. Hay nào quá. Hai ba chúng ta cùng đưa xe lên. Lên rồi. Dạ xin cảm tạ Quỳnh, cảm tạ Quỳnh thật nhiều. Không có chi, không có chi. Dạ dám hỏi ông Quỳnh tên họ là chi, từ đâu đến? Tôi à, tôi ở Biện Lương, tên là Triệu Khuôn Dẫn, năm nay vừa tròn 20 tuổi, con của chỉ huy sứ Triệu Hoàng Ân. À, vậy chứ còn nhân huynh tên là gì, quê quán nơi đâu mà lại bán dù độ Nhật? Dạ còn tôi á, gốc ở tỉnh Vị Châu, lưu lạc qua Hoàng Hải quận, tên là Xài Vinh, tự là quận Quới, 22 tuổi. Tuy nhiên tôi thời trước cũng có làm quan, nhưng mà triều chánh lắm văn thần phải về quê tu ẩn. Vậy à? Vì thanh liêm nên gia trang tôi nghèo khổ lắm, tôi mới đi bán dù để mà kiếm tiền sống sinh nhai qua ngày đó. Hôm nay nhờ ông huynh mới qua khỏi nạn tay, ơn nghĩa trọng biết lấy gì đền đáp. Kìa kìa, Xài huynh khéo thì thôi à. Xài huynh 22 tuổi còn tôi 20 tuổi. Huynh à, tôi muốn nói với huynh là nói gì hả? Tôi muốn... Muốn sao? Bầu trời cùng để huynh ta có thân nghi tình chung ước giao, xin đôi trao với nhau kim bằng. Huynh ơi vui lòng tâm đồng ghi lời thắm tình nghe thiết tha, thân của tôi cơ hàng không nha, dám đâu chung quà cùng huynh kiếm bằng thề giáo, hứa nhau bao lời muôn đời không xa. Ngọc điệp kim chi, còn tôi là kẻ hàng di bán dù, vì cớ khó tương ngộ nhau không thể nào dòm ngó, thì đâu sánh cùng ai như trăng tỏ sáng khung trời. Xin đa tạ có lòng thương ân nghĩa đằng muôn đời, phụng và gà không dám mời câu huynh đệ, sen muốn chẳng chung bồn đâu thể trọn tình thâm. Xài Vinh tánh thật thà không xạo mị xa xăm, tâm và nghĩ thẳng ngay trí âm lòng ái ngài, xe dù đã cùng tôi gió sương quen, dầu dài làm sao dám kết kim lan thể hại với chương đài. Xin để tôi đi tìm vui mây gió, tâm cảm ơn người lòng chẳng tương giàu,
người giàu sang cả quyền quý, còn tôi gian khổ xe vô kề bên. Huynh à, đã liến mến nhau với tình huynh đệ, chớ luận sang hèn câu nệ thấp cao. Nếu đó cảm thông quy trọn chi giao, vật đổi sao dời không quên lãng. Ôi vậy thì hay biết mấy. Dạ em xin ra mắt đại huynh. Kia hiền đệ, hiền đại đệ huynh, hãy đứng lên. Dạ đại huynh ơi, vậy chúng ta hãy cùng đi. Đệ sẽ cùng huynh bán dù độ nhật. Sao đệ sẽ cùng huynh đi bán dù à? Dạ. Ôi như vậy thì vui biết mấy. Như vậy là chúng ta cùng đi bán dù. Đến tòa kiếm kiều sẽ không nạp tiền mãi lộ. Sài huynh, tên này là ai vậy? Đây à, tên này là Sơn Dương Động Đạt. Ai đi qua đây phải nộp tiền mãi lộ. Cái gì? Ai qua đây phải nạp tiền mãi lộ nè? Phải. Ghê gớm chưa? Thì ra bọn này là quân cướp à. Này tên nhái đằng kia, chó hỗn xược lắm lời, gặp mặt thô gia thì nghĩ phái tan đời. Là đứa vô danh không nghe tên Đống Đạt, nơi tỏ kim kiều chiếm cư Sơn Dương, nếu biết khôn thì hãy nạp tiền bạc. Nè nè, gặp ông nội của mi thì đừng có hòng mà bắt nạt. Ta cho một quyền tàn sát ra trò, triệu đệ huynh chớ nên thịnh nộ, hãy để cho anh nạp tiền mãi lộ. Đại huynh, xin Đống đại gia hải hà tha thứ, em tôi không tưởng đến xúc phạm quy danh. Nếu muốn bình an mau tiếp lại quỳ, ta sẽ tha cho cái tội vừa qua. Là quỷ dạ xoa ta cũng đập cái đầu, Động Đạt ở động nào á có giỏi ra ngoài. Lâu la giết. Dầu tốt mua đốt trong nhà, tỏa ra ánh sáng thơm phức nhẹ nhàng. Nước dầu trong veo nghe mùi khải theo mập như con heo. Dầu tôi thứ thiệt không hề xảo quyệt, thật thà ban buồn mua hết tặng thùng luôn. Anh mãi kia ơi, nghe hỏi buôn bán cái gì, miệng rào la ó phân rõ tôi tường. Bán dầu xin nhai nào phải thải lai, mua giúp đi ông hai à. Bán dầu khổ nhọc thế gian lừa lọc, màu cứu giá lập công vinh hiển vô song. Hả? Ông nói cái gì mà cứu giá? Nếu mua thì tôi bán, còn không mua để tôi đi. Sáng sớm gặp ông mở hàng kiểu này chắc ê quá. Chú nghe tôi hỏi, tôi sẽ mua hết dầu cho. Vậy hả? Được, hỏi rồi mua phải không? Nè, hỏi gì thì hỏi đi. Nè 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 nè, không có gạt à nghe. Gạt tôi đá một cái đỏ mạng à. Được rồi, chú tên chi, quê quán ở đâu? Ngộ, mua dầu mà cũng hỏi tên nhà nhà cửa nữa. Ngộ quá ta. Cũng được, tôi cũng ráng nói để ông mua. Hồi sáng tới giờ bán buôn ê quá. Tôi là người ở Sơn Tây thuộc huyện Kiều Sơn, tên Trịnh Ân, hiệu là Tứ Minh. Tôi xem tướng của chú. Hả? Ông là thầy bói hả? Đâu 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 đâu. Nè, ông xem thử tôi coi nào. Tướng của chú bây giờ thì tầm thường, ừ, xong chừng ít năm nữa sẽ làm bậc Dương Hầu chứ không nhỏ đâu. Dương Hầu? Dương Hầu? Dương Hầu mà đi bán dầu. Hãy nghe đây, ta cho chú một phong thơ với 8 đồng tiền, cất kỹ đừng bỏ bậy. Mau đi liền đến Quỳnh Thổ Ba gần tỏa Kim Kiều, khi nào gặp người đẩy xe dù chạy trước, người mặt đỏ theo sau, chủ màu màu cứu giá. Đến lúc tường tận nhau rồi, chú hãy đưa phong thơ 8 đồng tiền và sợi dây này trao cho người ấy. Và phải nghe mấy lời ta dặn, Quỳnh Thổ Ba kết nghĩa,
một cọp giúp đôi rồng. Mộc Linh Quang phân rõ lý biệt thảm không cùng, xưng thiệt tên hầu hạ. Quan nghĩa ấy tôi trung, ngày nay tuy cách mặt, đàm cháu xé trùng phùng. Bói ra mà chẳng tin bao giờ, nhưng ông nghe cầm dính xem chơi. Ngày sau quyền quy mới tin ông tài. Giờ chia tay ước muốn ngày mai sẽ trung lai, vào sáng chờ ai xin kêu lui à. Ôi buồn già thêm trời nực, xem kìa sông mát trong xanh. Trăm mình vui chơi thánh thời sẽ đi buồn giàu. Mát quá, mát quá, mát quá. Bơ hát hài nhi, mau đi cứu gia. Bơ hát hài nhi, mau đi cứu gia. Ai kêu tôi vậy cả? Ôi sao chuyện gì lộn xộn trên kia vậy cả? Đồng ý đồng hiếp yếu ha. Phen này tao phải ra tay mới được. Dạ, đời ơn nhân huynh có lòng cứu chúng tôi khỏi hại. Dạ, xin nhận một lại này gọi là đền ơn đáp nghĩa. Dạ, dạ. Ê, không có chi, không có chi. Thiên tử đừng có lại mà tôi tổn thọ. Kìa, ân huynh vừa nói ai là thiên tử? Là ngài đó. Tôi là thiên tử à? Đúng rồi, số là tôi gặp bốc sư bảo tôi phải đến Quỳnh Thổ Ba Mau liền cứu cho thiên tử khỏi nguy. Là ông mặt đỏ phương phi tướng hình. Bốc sư nào hãy kể thật tình, nhưng đừng lầm tôi là đấng anh minh, nổi trôi phiêu bạc xa phương giang hồ. Ân nhân hãy tỏ tường sao trước, đón quẻ thần người ấy tên gì? Ông chính là Miêu Quang Nghĩa Tiên Kỳ, gặp ông mặt đỏ trao ngay cái vật này. À, lại là Miêu Quang Nghĩa, tên thầy bói đóng mò. Đã bao lần nói khoét để hại ta, nay còn gửi vật gì đây? Đây nè. À, 8 đồng tiền và 1 phong thơ. À, lại có cả sợi dây đai lưng nữa. Đâu, để ta xem coi. Thủ tiền thập bát đinh, có nghĩa là tiền này mà đem đánh cờ bạc thì trăm trận trăm thắng. À, hay ha. Ngộ ha. Còn câu thứ hai, thà thua loan đái đừng thua núi, giàu mất bạc tiền chớ mất thề. À, còn sợi dây đai lưng này, thần sát côn bổng, nếu giao đấu cùng ai hãy mở ra và đọc Quỳnh Long Thơ Triển. Nó sẽ biến thành một cây côn, cầm thì nhẹ như lông, còn đánh xuống thì mạnh như núi Thái Sơn. Nếu hết sử dụng hãy niệm rằng thần côn quy nguyên, sẽ quờn trở lại dây lưng như cũ, đeo nó trong mình, đao thiên kiếm kích tà ma không hại đặng. Thần xin trao gửi chúa công. Ngộ quá hiền đệ. Lão bốc xưa này thật là lạ mà. Đâu, ông làm thử coi, ông làm thử coi. Được rồi, để ta làm. Hiền đệ làm thử đi, hiền đệ. Xem em làm thử nha. Ừ, làm thử đi. Quỳnh Long Thơ Triển. Hay quá ơi. Hay quá. Thần côn quy nguyên. Quá hay ta. Ý, ngộ quá. Cái ông thầy bói này ông giỏi ghê á. Coi vậy mà ông này giỏi thật. À, xin lỗi, chẳng hay ân huynh tên chi, quê quán ở nơi nào? Tôi tên là Trịnh Ân, hiệu Tử Minh, 18 tuổi, quê ở Sơn Tây á. 18 tuổi à? Nếu như vậy là nhỏ hơn hai chúng tôi. Sai huynh à, em thấy tiểu anh hùng này tài giỏi, lời nói thì tuy thô lỗ nhưng lại nhân hậu thật thà. Ý của em muốn ba chúng ta cùng nhau kết bạn được không anh? À, nếu như vậy là tốt lắm đó. Nhưng
Nhưng phải hỏi tiểu anh hùng có thuận lòng không? Sao ông biết tôi không thuận? Được, kết thì kết, nhưng mà phải thề đi à. Ai mà phản bạn ông trời ông giật nó đó. Thề. Đúng đó, chúng ta nên phân ngôi thứ rồi cùng nhau kết bạn. Không đèn nhang, nhưng sâu đậm niềm thương. Quỳnh phổ ba bốc hộ chi hương, ai lộ thề lôi công đã tử, chúng ta thề. Em thề trước ha. Quỳnh thổ ba chư thần chứng tri, chi giáo quý không từ ly, chữ từ sanh gắn ghi muôn đời, chúng thâm tình với nhau. Quyền chỉ là trưởng quỳnh, cuồng hiền đại thứ hai, ân nhi là em mục, quyết không đổi thay kim bằng. Đến ngày sau, từ ngày này cho đến ngày sau, ân nguyện không lan sao, chứ tâm đồng vui hứa với nhau. Thề có cao xanh dùm chứng minh, kết kim lan dân ân sai vinh, hướng cao sàng chớ nên phai lòng, quỳnh thổ ba ước giao. Ráng lên, ráng lên Tam Đệ ơi. Ráng lên gì đệ? Ráng lên Tam Đệ. Ôi, mệt quá, mệt quá. À, thôi mình dừng lại đi. Kìa, có căn nhà trước kìa. Mình dừng lại nhà này nha. Dừng lại đây, dừng lại đây. À, có ai trong nhà không? Làm ơn ra đây cho hỏi thăm. Tam Đệ, trả lời chứ. Nhỏ nhỏ thôi. À, có ai trong nhà không? Làm ơn cho hỏi thăm. Có yeah, chào ba chú em. Dạ, chúng cháu kính mừng lão bá. Dạ. Chẳng hay cái gì đi đâu mà ghé bước đến đây. Dạ, có. Tam Đệ, để cho đại ca trò chuyện. Dạ. Mà đại ca vậy ca, đói bụng quá, không có ai ham nói nhiều đâu á. Dạ, bẩm lão bá, chúng cháu đi bán dù sinh sống, vừa đến đây trời đã hoàng hôn, xin lão bá vui lòng cho chúng cháu nghỉ tạm qua đêm. Tiền bạc bao nhiêu, à, chúng cháu xin hoàn trả. Các vị lỡ đường ngủ tạm, có là bao mà vướng bận tiền bạc. Phía sau giường có ngôi nhà nhỏ, các vị hãy ra đó mà nghỉ ngơi. Dạ, đội ơn lão bá. Quên nữa, các vị ăn cơm chưa? Dạ. Đó, cái điều đó mới quan trọng đó. Đói quá. Tạm Đệ, nếu nhà có cơm đạm bạc, dạ, xin lão bá giúp đỡ qua ngày. Cơm thì hết rồi, còn gạo và mấy miếng khô. À, nhưng mà gia nhân nghỉ hết rồi. Dạ, không sao. À, ông già cứ chỉ nồi niêu củi lửa, tôi sẽ làm quả đầu quân một bữa. Giỏi quá, có sẵn hết á. Các cậu cứ tự nhiên nấu nước, lão chiếu vào trong mà. Dạ, xin đa tạ lão bá. Đa tạ. Tam Đệ. Dạ. Biết nấu không? Đại ca nhị ca xem tài của em nè. Thôi đi ông tướng ơi, được không đây? Hôm nay chắc đại ca ăn cơm thật ngon. Tài nấu bếp của em lạ nhất, phiền nhị ca chớ lo làm gì. Ngồi chơi đi có cơm hầu liền, chờ tử minh đua tài nè. Trời đất ơi, thôi. Ông chạy đâu vậy, không biết nó làm gì đây. Người xấu xí nhưng tâm hồn tốt, mừng vui thay nghĩa nhân tình đây. Cầu mong sao kết giao trọn đời, đừng rẽ đôi phương trời. Quýnh bình tâm, giữ tâm thảo ngày nào phải. Ngày sau đây, hiên dinh chung mưa cao lòng này. Mời tất cả hãy mau dụng nông, tài câu thay có cơm liền rồi. Nhìn xem sao sóc nhăn vậy nè. Hả? Kìa không ăn nếu chê mình dùng. Trời ơi, cái kìa. Nói vậy rồi ngồi ăn ngon lành nè. Ờ, ăn đi. Ăn xong rồi nhớ dọn dẹp vô nghỉ nghe chưa. Ừ, có kìa, muốn vô họng à. Dạ, mời đại huynh.
mời chị đệ. Nào qua rồi dọn dẹp đi ngủ. Ý trời ơi, sao đau bụng quá vậy nè? Ý trời ơi, đừng có làm bậy nghe. Chết rồi. Trời ơi, ở đây là nhà của anh ta, nó phải nhà mình. Trời ơi, biết sao bây giờ? Đúng rồi. Vô bụi. Kìa, Đồng Nhi, sao hôm nay có vẻ con bơ phờ quá vậy? Dạ thưa cha, con mới vào tranh thất bại trở về đây. Vào tranh với ai mà thảm não ê chề? Cái thằng mặt đen cùng thằng mặt đỏ, thêm cả ban dù tên gọi xài dinh, nó đánh con tơi bời quần áo tả tơi. Thật quá ngờ trời dung rủi đến nơi, trẻ trả hận được rồi chớ phiền muộn con ơi. Cha nói điều chi mà khiến dạ con nghi ngờ? Ba đứa con chờ đang ở tại nhà ta. Sao? Cha nói sao? Ba đứa đánh con ở nhà mình hả cha? Lời, chúng nó ban dù mệt mỏi mới xin vào nhà nghỉ tạm. Ta ngỡ cách thủ thành nên cho chúng nghỉ ở phía sau giường. Cha, bây giờ làm sao giết chúng? Chúng tài giỏi lắm, không khó bề đứng cử. Yên tâm, con và cha chờ chúng ngủ say, phóng hỏa đốt nhà, chúng chạy ra ta thừa cơ tràn vào giết sạch. Hay lắm. Nhỏ. Trời ơi, con đổi ơn cha. Sai mạng tử, thằng mặt đỏ, cái thằng lõ nồi, hôm nay đúng bấy khó sống. Cha theo con. Chị Quỳnh ơi, dậy nào. Trời ơi, Nguy đã rồi. Trời ơi, còn ngủ nữa. Có Nguy nào ai biết, đứa chàng đang bày mưu giết mình. Quỳnh ơi, Quỳnh ra liền mau, tham ngủ mê e dương đòn đau. Lũ yêu tà chạy khôn, cả ba cam đành Nguy dông. Cái gì? Em nói cái gì? Chuyện gì thế Tam Đệ? Nguy lắm rồi. Gì mà Nguy? Trời ơi, để tôi nói cho nghe nè. Chỗ ở ngày nay chính là nhà đóng tặc, đang sắp bày mưu kế giết mình, phải tìm phương thoát dòng khổ nạn. Ôi dạ. Chết rồi. Vậy bây giờ làm sao đây? Ôi dạ. Tâm đệ sao vậy? Đau bụng quá. Đau bụng hả? Bọn gian tặc đang chờ mưu hại, nếu không nhờ Tam Đệ thì nguy. Biết cách nào thoát nạn ra đi, anh lo lắng xa vào tử địa. Trời ơi, đại huynh ơi, đại huynh la lớn. Để em nghĩ coi. Chớ ưu sầu lo lắng, để em tôi thằng hoài thoát nạn. Huynh vững tâm theo cùng em. Huynh chúng đông ta làm sao? Nhắc như là thọ đấy, để tôi thử tài xem sao. Ui da. Ây da. Trời ơi, đừng có la lớn. Mùi gì có chịu quá vậy nè? Mùi gì vậy cả? Thôi xài huynh à, bỏ đi, theo em, nhanh lên. Cha ơi cha, lẹ lẹ đi cha. Như vậy là tụi bay tới số rồi. Tao cho tụi bay. Bị Lâm Nguy, công tử và lão gia đều bỏ mạng. Phụ thân Đồng Quân, trời ơi, ai đang tâm hạ sát cha và trương quân? Chỉ
Dạ. Lâu La. Dạ. Ai, ai đã giết cha ta? Dạ, Sài Vinh và hai thằng mặt đen mặt đỏ. Sao Sài Vinh và hai thằng mặt đen và đỏ? Lâu La kiếp bao truy tầm ra, tâm thề cương quyết thù sâu ta trả. Xong tiểu thơ, tiểu thơ, ba đứa nó kìa tiểu thơ. Để đó chúng ta nên dừng bước ngay để ta tưởng hiểu tên nào mưu sát có cha già quỳnh trước ta dù à thì. Kìa nàng con gái mi ở nơi đâu nói năng gì kỳ, không hề quen biết làm sao giết cha anh mi, sao nói điều chi có điên không nào. Điên à? Dòng đồng gia là ta nơi này phương sát ngân tường chưa, nhìn đói đen Sài Vinh không lầm, xem mi anh trừ xong gia thù. Cô nương chớ nên hung hăng, chính vì đóng gia ác tâm gây lỗi lầm bởi cha của nàng. Nàng ơi hãy quên đi căm thù. Lời em tôi vừa nói cuối xin nàng vui lòng mà thứ tha bao điều vừa rồi. Câm mồm là hôm ta thề chẳng tha quần thù. Bồ bi thân đi. Thiên đế, còn nhị ca, huynh thừa sức đối đầu cùng đồng nữ, đi đi. Không, nếu có chết cùng nhau có bạn. Anh không nỡ nào bỏ đệ lúc lâm nguy. Trời ơi, hãy thoát mau đi, rồi sẽ trùng phùng. Nếu cả lại thì em sẽ tự sát. Đừng, nhị ca, đi đi. Đại ca, theo em. Tên kia mà dừng lại. Đẹp trai quá. Nè, tên chị hãy mau có phần. Hả? Nhà ngươi tên gì? Mau nói đi. Ta khuôn dẫn nơi đế kinh. Khuôn dẫn à? Phải, tên ta là Triệu Khuôn Dẫn. Sắc tài, ôi đáng trang anh hùng. Chàng ơi, chàng ơi, sao thấy thêm thương cùng hoa tơ dương. Dạng ra đi. Cái gì mà dữ vậy hả? Trang hồng nhan lắng lơ ta xem thường, đừng hồng giao ước quyền. Đây thương đó nhiều lời tha thiết, mà đó lại mắng giết đi nhiều tiếng đắng cay. Thì tại nhà ngươi thôi, tại nhà ngươi mạng số đã an bài, thì ta quyết không ta cho phường sức lão. Đó. Hồ Điên. Ê, trời ơi, chết tay rồi. Ác nữ, dùng tài sức mới gọi là anh dũng. Tiện phép tà quả là đứa tiểu nhân. Cái gì? Nè, ta về nơi chính suối vẫn ngâm hơn, chung tài sức mới biết ai hơn ai kém. Ông là đàn ông con trai, còn người ta là đàn bà con gái. Dùng sức đánh nhau thì làm sao mà lại có phép màu thì cũng gọi là nữ hùng vậy mà. Thôi câm miệng lại đi. Làm cái gì mà nạt người ta dữ vậy, Triệu công tử? Sao nỡ ngơ tầm khi nhan hồng đắm say. Nhan hồng
Nhan Hồng đóng sai à? Chẳng nghĩ câu gia thù hôm nay với Triệu gia Mỹ anh yêu ai, chẳng phải là hạng gái lang tâm thầm mong bền chặt trăm năm. Ta quyết không ưng cùng phường Hà Tiên, đã sanh ra là thảo khấu cường sang quen thoái dập ngang, làm sao nhân hậu hãy giết ta đi, không bao giờ phôi ngẫu gà phụng chung đôi tiếng xấu muôn đời. Ôi, thiếp quá yêu ai sao ai nỡ nặng lời, e mạng số chầu trời, nếu muốn an lành quốc hận nên dời. Dâm ma nữ lặng lơ chẳng biết thức thời, lâu la kiếp nghe lời, treo cổ tên này vào đại thọ cho ta. Tại nhà ngươi muốn chết thì đồng mi anh sẽ kết liễu mạng mi. Lâu la đem xôi cho ta. Khốn nguy tai nạn tìm cứu an cách nào, con dân trời xót cứu cho em hiền khỏi dương u phiền đau lòng xuống sàn. Tại cầu thiên địa quỷ thần hãy cứu lấy Nhị ca tôi. Mỹ Anh kèm thân con đây, Quỳnh Long Thơ Tiễn nữ ta dung thần sát cùng diệt trừ đông nữ, cho biết rõ cao tài của Triệu gia khuôn dần. Ôi mừng quay thầy, trong đời quân ác mong ám hại người hiền, phen này mi tan nát. Chị đây hãy ra ngoài cho thảo khấu dài dài. Ôi giận, ta giàu xuống diêm đài cũng sẽ báo thù mi, cũng dẫn mi cho lần gì căm hận đứa vô này. Hãy xem thần sát cung. Mm-hmm.
nhau tái lại chúng ta kim bằng trao. Hẹn nào khi chia tay dằn lòng xa hôm nay, cách núi ngăn sông ta từ em mình đi tiếng đưa không kỳ, bởi lỗi ta gây nên đành thôi. Mời ca ca chuốc men cay nồng chân thành, dòng châu rơi chúng anh lên đường an lành. Làm sao cho sớm mau tương phùng sống thành, về nơi thú dương vẫn trong chờ tin. Nhị đệ ơi, ta bước vào cửa ai mọc linh quan, lòng như quán như tháng khi chia đàn, tình tri kỳ biết làm sao khi lực triều nào tư vị, đành phải tiễn người đi mà tâm trí loạn tới bời. Quỳnh thổ ba mượn đất thay hương khấn nguyện giữa trời, cầu gia hộ trọn đời không chia biệt, nay để phạm luật hình bi thiết đón tình ly. Đại huynh đừng thống hận mà chi, chúng ta hãy nâng ly hứa hẹn ngày tao ngộ. Quynh mong để bình an khi trở về, cố thổ lời đổ thắm bờ môi khi vào mọc linh thành. Bọt đông đầy trong chung rượu thứ hai, nơi đó có men cay mà môi sầu thấm mặn. Tình sâu nghĩa để quynh em nghe lòng chịu nặng, thầm dặn nhỏ tâm tư dặn nén đời tương phùng. Tiếng người xa gió bụi muôn nghe trùng, sao nghe em thấy lạnh lùng. Chua nghe xót nghĩa tình chung, hãy nghe lời an ủi đại ca, nhớ em hiền sầu tuổi xót xa, thương yêu nhau như thể ruột rà. Chớ có la cà nghinh ngang, đã cùng nhau ước thể kim lan, khi dòng bão gian nan phải vẹn tâm đồng. Lời anh em khắc ghi lòng, việc ly đã đến tuôn dòng châu rơi. Một linh quan ngãi chân dời, thu dương em mở anh về bí châu. Bấy lâu anh em đi chung với nhau, nay phải cách xa như vậy, biết tới chừng nào mới gặp. Tam đệ, em chớ buồn. Hãy nhận một loại này của anh, anh gửi gắm đại ca cho em. Nhị ca, nhị đệ. Nhị ca đừng làm thế. Nhị đệ, đại ca. Tam đệ, dạ. Ngày tương ngộ sẽ không xa, nhớ lời ta căn dặn. Nhị ca yên tâm, em sẽ thay anh lo lắng cho đại ca. Trai tráng mà khóc lóc cái gì. Đại ca, tạm biệt. Tạm biệt nhị đệ. Anh đi. Đại ca. Nhị ca. Nhị đệ.
đi 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 đại ca Tam đệ ha 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 ha.